Ví dụ một số, ví dụ số 4. Ở ví dụ số 4 này như sau. Ở người thì kiểu tóc do một gen gồm hai alen là A lớn và A nhỏ thì nằm trên những thể thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn. Sinh lần thứ nhất được một trai tóc xoăn và lần thứ hai thì được một gái tóc thẳng, mỗi lần sinh sinh một đứa. Xác suất họ sinh được người con trai nói trên là bao nhiêu? Ok, bài toán này chúng ta sẽ thấy rằng là đây là bài toán xác suất sinh con và rõ ràng là có giới tính ở đây. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là Đầu tiên chúng ta sẽ xác định được trội lặn Bố mẹ tóc xoăn sinh con tóc thẳng Thì suy ra tóc xoăn là trội hoàn toàn so với là tóc thẳng Và con gái tóc thẳng thì có kiểu gen là A nhỏ A nhỏ Vậy thì suy ngược lại bố mẹ họ sẽ phải là kiểu gen dị hợp Sẽ phải có kiểu gen dị hợp P nó phải là A lớn A nhỏ A lớn A nhỏ Trội mà lại sinh ra lặn Thì chứng tỏ nó sẽ phải là dị hợp Rồi thì xác suất xuất xác suất sinh con tóc xoăn là 3 phần tư xác suất sinh con trai là 1 phần hai chúng ta vừa biết rồi đúng không? Vậy thì xác suất sinh được con trai tóc xoăn nói trên nó sẽ là 3 phần tư nhân 1 phần hai, chúng ta sẽ ra được 3 phần tám. Đáp bán rất nhanh chóng là bạn à, không quá phức tạp một chút nào nhé. Với bài toán như thế này thì chúng ta cần phải lưu ý những cái xác suất mà chúng ta cần tìm các xác suất độc lập mà chúng ta cần phải tìm. Chúng ta xem nó là những trường hợp như thế nào xảy ra nhé. Thì chúng ta sẽ không bị lẫn và các bạn cần phải xác định rất rõ cái không gian mẫu của chúng ta cần tìm. Ok.